Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraina trên VTC. Sau đây là những nội dung chi tiết. Toàn cảnh nga ukraina trưa 13 tháng 10, phương Tây gửi viện trợ nóng đến Kiev sau vụ tập kích tên lửa đe dọa của Nga. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự toàn cảnh để cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraina. Về tình hình chiến trường, Ukraina thông báo đạt bước tiến ở Kherson Kiev chọc giận Mỹ bằng vụ đánh bom ô tô ở Moscow. Cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình chiến trường quân đội Ukraine ngày 12 tháng 10, thông báo giành được thêm bước tiến ở vùng Kherson miền nam nước này. Sau 48 giờ kể từ khi nga bắt đầu tập kích tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều thành phố của Ukraine, Kiev đã giành thêm bước tiến trên chiến trường. Năm khu dân cư ở vùng Kherson gồm Novovasylivka, Novo Nova Novakamyanka, Chifonivka và Chevone đã thuộc quyền kiểm soát của Kiev. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov xác nhận quân đội nước này đã nhận hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T đầu tiên do Đức cung cấp và sắp tới là tên lửa NASAM từ Mỹ. Một thời đại mới của các tên lửa phòng không đã bắt đầu ở Ukraine, ông Reznikov nói, IRIS-T đến từ Đức đã ở đây, NASAM cũng đang tới, đây mới chỉ là sự bắt đầu và chúng ta cần thêm các hệ thống phòng không nữa. Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan nói đợt không kích của Nga trong các ngày 10 và 11 tháng 10 đã gây tổn hại đáng kể đến mạng lưới điện. Ông kêu gọi người dân và các doanh nghiệp giảm mức sử dụng điện trong giờ cao điểm, đảm bảo ổn định cho toàn hệ thống. Cụ thể, Ukraine cần giảm 25% mức tiêu thụ điện từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Chính phủ Ukraine cũng áp đặt mức điều hòa nhiệt độ không quá 18 độ C trong mùa đông ở những nơi công cộng để tiết kiệm năng lượng cũng trong ngày hôm qua, Ukraina tuyên bố các đơn vị của không quân nước này đã bắn hạ ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của Nga trong vòng 18 phút. Theo cơ quan báo chí của lực lượng không quân Ukraina thông báo, từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 58 ngày 12 tháng 10, tại miền Nam Ukraina, các đơn vị tên lửa phòng không của không quân đã tiêu diệt ít nhất 4 máy bay trực thăng tấn công của đối phương, có lẽ là k 52 hỗ trợ hỏa lực cho chiếm đóng quân trên bộ ở mặt trận phía Nam. Thông tin sơ bộ cho thấy một máy bay trực thăng đã bị rơi trên vùng lãnh thổ vừa được Nga giải phóng, những chiếc khác bị bắn rơi phía sau vùng liên lạc. Không quân cho biết thêm rằng có thêm hai máy bay trực thăng đã tham gia, do đó có khả năng các mục tiêu khác cũng bị bắn trúng. Trước đó, dạng sáng ngày 12 tháng 10, các đơn vị phòng không Ukraina đã bắn hạ 9 máy bay không người lái Shahed-136 Kamikaze ở Mykolaiv. Trong khi đó, ngày 12 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã tấn công các sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở các vùng Donetsk và Zaporozhye cũng như ở DNR. Các cuộc tấn công bằng lực lượng tác chiến chiến thuật và không quân, binh chủng tên lửa và pháo binh đã đánh vào các sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu định cư Velikaya Kostromka ở vùng Donetsk, Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lezino ở vùng Zaporozhye, Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo đó quân đội Nga đã bắn trúng 41 đơn vị pháo binh vào các cứ điểm nhân lực và thiết bị quân sự ở 156 quận huyện. Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraina và lính đánh thuê mỗi ngày trên hướng này lên tới hơn 100 quân nhân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bọc thép Kipi của thổ nhĩ kỳ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Trong một diễn biến liên quan tại chiến trường miền Đông, Ukraine cũng đã đưa ra cáo buộc lực lượng Nga tấn công một khu chợ ở thành phố Miền Đông Avdiivka tại tỉnh Donetsk, khiến ít nhất 7 người không qua khỏi. Lực lượng Nga đã tấn công vào khu chợ trung tâm, nơi tập trung đông người vào thời điểm đó. Không có logic quân sự nào cho cuộc tấn công như thế này. Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kirilenko thuộc chính quyền Ukraine đăng lên Telegram hôm nay liên quan đến tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Phía Ukraine cho biết đã ngừng cung cấp năng lượng cho nhà máy, buộc nơi này phải phụ thuộc vào các máy phát điện chạy bằng dầu diesel khẩn cấp. Người đứng đầu chính quyền thành phố Enegoda, ông Alexander Volga nói với đài truyền hình Russia 24, chúng tôi phải chuyển sang các nguồn phát điện khẩn cấp để đảm bảo nhà máy Zaporizhia được an toàn. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện đang ở trạng thái không hoạt động. Lò phản ứng cuối cùng của nhà máy đã ngừng vào tháng 9, trong bối cảnh các cuộc giao tranh liên tục giữa hai bên. Tuy nhiên cơ sở này cần nguồn điện bên ngoài để vận hành hệ thống làm mát của lò phản ứng. Được biết, nhà máy Zaporozhye cùng với hầu hết các khu vực xung quanh đã thuộc kiểm soát của quân đội Nga ngay từ đầu cuộc xung đột. Cùng với ba lãnh thổ khác của Ukraine, khu vực này đã được sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng trước. Nơi này đã chính thức được đặt dưới sự quản lý của Nga vào tuần trước sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành sắc lệnh về vấn đề này. Hiện tại ban quản lý mới không có kế hoạch khởi động lại nhà máy, Thống đốc của vùng Zaporizhia, ông Evgeny Balitsky cho biết các lò phản ứng hạt nhân chưa được khởi động và chúng tôi không có kế hoạch khởi động chúng trong tương lai gần. Ông Balitsky nói với đài truyền hình. Hôm 11 tháng 10, một quan chức cấp cao ở vùng Zaporizhia, ông Vladimir Rogov tuyên bố rằng nhà máy đã được kết nối với lưới điện của Nga. Ông Rogov nói với Ria Novosti nhà máy hạt nhân đã được kết nối với đường dây điện từ Nga. Tuy nhiên tuyên bố này đã bị một quan chức cấp cao của Rosenergoatom nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân của Nga Renat Kacha bác bỏ. Nhà máy Zaporizhia không được cung cấp bởi lưới điện của Nga, hiện tại việc đó chưa thể thực hiện được, ông Kacha nói với hãng tin TASS vào cuối ngày. Phương Tây tăng cường gửi viện trợ nóng đến Ukraine sau hai vụ pháo kích của Nga. Các đồng minh phương Tây đã có những động thái quyết liệt nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Mới nhất, Hà Lan tuyên bố sẽ gửi tên lửa phòng không cho Kiev. Guardian đưa tin Hà Lan đã quyết định sẽ viện trợ số tên lửa phòng không trị giá 15 triệu euro cho Ukraina như một động thái đáp trả các trận tập kích tên lửa dữ dội của Nga vào thủ đô Kiev cùng các thành phố khác tại Ukraina trong những ngày qua. Các vụ tấn công này sẽ chỉ bị đáp trả bằng những động thái ủng hộ tới chính phủ và người dân Ukraina, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Katja Ollongren viết trong lá thư gửi đến Quốc hội nước này. Trước đó, để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraina, Đức đã chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại Iris DSLM cho Kiev. Màn tập kích tên lửa gần đây nhắm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine cho thấy tầm quan trọng của việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không một cách nhanh chóng, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhấn mạnh. Hai nước lớn tại châu Âu là Anh và Pháp cũng đã chuẩn bị gửi tên lửa và hệ thống phòng không cho Ukraine. Theo đó, Anh thông báo sẽ cung cấp tên lửa đối không tầm trung Amram dùng trong hệ thống phòng không NASAM được Mỹ chuyển cho Ukraine. Giới chức Anh cũng thông báo cung cấp thêm hàng trăm máy bay không người lái UAV và 18 lựu pháo cho Ukraine, bên cạnh sáu tư khẩu đã được chuyển giao từ trước. Cam kết của London được đưa ra trước cuộc họp NATO tại Bruxelles bị hôm nay. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron hôm 12 tháng 10 cho biết Pháp sẽ cung cấp hệ thống radar và phòng không cho Ukraine trong những tuần tới, nhưng không nêu rõ loại khí tài dự tính chuyển giao. Hiện tại là giai đoạn mới, khi xuất hiện các cuộc tấn công ném bom từ đất liền, trên biển, trên không – và từ phương tiện bay không người lái. Reuters dẫn lời ông Macron cho hay. Tổng thống Pháp nói thêm hệ thống radar và tên lửa phòng không được chuyển giao trong những tuần tới sẽ bảo vệ Ukraine trước đòn tấn công từ phương tiện bay không người lái và tên lửa. Tuy nhiên, ông Macron không nêu thêm chi tiết về loại tên lửa phòng không hoặc số lượng tên lửa Paris sẽ chuyển giao. Trước đó, Pháp đã cung cấp tên lửa phòng không Vakvai Mistral cho Ukraine. Một nguồn thạo tin cho biết, Paris sẽ gửi tên lửa phòng không tầm ngắn Crotale, loại khí tài này sẽ hỗ trợ đánh chặn máy bay và tên lửa tầm thấp. Ông Macron nói thêm, Pháp không thể chuyển nhiều khí tài như Ukraine yêu cầu, vì chúng tôi cần giữ lại một số để bảo vệ sườn phía đông. Chúng tôi đang bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Về phía NATO, trong hai ngày họp 12 và 13 tháng 10 tại Bruxelles, các bộ trưởng quốc phòng tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ thảo luận khả năng gửi các hệ thống phòng không cho Ukraine, một bước đi có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp với Nga. Tới nay, hỗ trợ quân sự mà NATO dành cho Ukraine mới dừng lại ở việc cung cấp khí tài và hệ thống phòng thủ bờ biển. Tuy nhiên, theo đại sứ Mỹ tại NATO Julia Smith, liên minh quân sự này muốn tìm cách tốt nhất để bảo vệ cơ sở hạ tầng của Ukraine và việc cung cấp các hệ thống phòng không dường như là lựa chọn nhiều khả năng nhất vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, chúng ta cần tăng cường sản xuất đạn dược và khí tài để vừa đảm bảo khả năng gian đe và phòng thủ của các đồng minh, cũng như đảm bảo khả năng tiếp tục hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Công việc này đã diễn ra một thời gian dài, tuy nhiên cùng với nguy cơ cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài thì điều này càng trở nên quan trọng hơn. Tuy nhiên theo chuyên gia Tom Karako, thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, thách thức là phương Tây có rất ít hệ thống phòng không có sẵn để cung cấp ngay lập tức, bao gồm cả hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ do ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung cấp sản phẩm công nghệ cao từ châu Á. Trong khi đó, Thời báo châu Á cho rằng, với những khó khăn trong việc gia tăng sản xuất khí tài, cộng với những lý do thuyết phục khác, Mỹ và NATO nên nghĩ đến cách chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine thay vì tiếp tục theo đuổi mục tiêu làm cho Nga bị suy yếu. Một quốc gia khác ở châu Âu cũng đã đưa ra cam kết hỗ trợ Ukraine, tuy nhiên không phải là hỗ trợ quân sự mà là hỗ trợ quá trình tái thiết trong vòng 3 năm tới. Theo kế hoạch do Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương Séc đề xuất được chính phủ thông qua ngày hôm qua, từ năm 2023 đến 2025, Cộng hòa Séc sẽ trao 500 triệu korun mỗi năm, tương đương 20 triệu đô la Mỹ để viện trợ nhân đạo, ổn định, tái thiết và phát triển kinh tế cho Ukraine. Theo kế hoạch này, điều phối viên hỗ trợ nhân đạo, ổn định và tái thiết sẽ do Bộ Ngoại giao thực hiện, trong khi đó hỗ trợ kinh tế cho Ukraine sẽ do Bộ Công thương chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết các khoản chi theo kế hoạch đã được đưa vào ngân sách của Bộ Ngoại giao. Phần lớn số tiền này sẽ được tiếp tục sử dụng theo chương trình hỗ trợ trong năm nay và tiếp nối từ các hoạt động ổn định và chuyển đổi lâu dài của Séc ở Ukraine. Một phần sẽ hỗ trợ vào sự tham gia của các công ty Séc trong công cuộc tái thiết Ukraine. Cụ thể, mỗi năm sẽ có khoảng 16 triệu đô la Mỹ được chuyển từ chương trình để hỗ trợ nhân đạo, ổn định và tái thiết cho Ukraine. Phần còn lại sẽ được chi cho sự tham gia của các công ty trong việc khôi phục đất nước. Chương trình sẽ sử dụng các công cụ hỗ trợ xuất khẩu hiện có. Theo Bộ Ngoại giao xét, Ukraine và cộng đồng quốc tế đang chuẩn bị các điều kiện để tái thiết sau chiến tranh. Điều này cũng sẽ giúp đất nước hiện đại hóa và hội tụ với các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu-EU. Kế hoạch tái thiết đã được xác nhận tại hội nghị tháng 7 ở Lugano cùng với các nguyên tắc cơ bản của việc tái thiết. Đồng thời, Ukraine kêu gọi các đồng minh chuẩn bị kế hoạch tái thiết quốc gia và phối hợp các nhà tài trợ của Ukraine. Châu Âu khó lấp đầy khoảng trống khí đốt Nga Cập nhật những thông tin liên quan đến tình hình của khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, giới chuyên gia dự đoán châu Âu sẽ phải trải qua nhiều mùa đông khó khăn trước khi có thể lấp đầy khoảng trống nguồn cung khí đốt từ Nga. Châu Âu đang phải trả nhiều tiền hơn để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG, trông chờ vào một mùa đông không quá khắc nghiệt và nỗ lực cắt giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Bởi bất kỳ sự cố nào đối với cơ sở hạ tầng năng lượng hay chỉ cần Nga giảm sâu hơn nguồn cung cũng sẽ khiến họ phải đối diện với điều tồi tệ nhất. Ngay cả khi EU đạt mục tiêu tích trữ 80% công suất dự trữ khí đốt tối đa vào tháng 11, và đảm bảo được nhu cầu sưởi ấm và thắp sáng trong mùa đông năm nay, họ sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn nhiều khi phải bổ sung kho dự trữ cạn kiệt vào năm tới. Kho dự trữ khí đốt của EU đang đạt khoảng 90% công suất, đây được coi là một lợi thế, nhưng việc Nga ngừng cung cấp khí đốt đến khu vực qua đường ống Nord Stream đã tạo ra khoảng trống rất lớn, bất chấp nguồn cung từ những nơi khác đang tăng lên. Nga dần giảm bớt dòng khí đốt qua Nord Stream cũng như các tuyến ống khác sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream đã ngừng hoàn toàn vào tháng 9. Các nhà phân tích ước tính châu Âu có thể thiếu hụt khí đốt ở mức gần 15% nhu cầu trung bình vào mùa đông, có nghĩa là họ phải cắt giảm nhu cầu tương ứng để vượt qua quãng thời gian mà người dân cần sưởi ấm nhất trong năm. Tình hình sẽ vẫn rất mong manh. Kunet Kazokoglu, chuyên gia về kinh tế năng lượng tại Công ty Tư vấn và Nghiên cứu Thị trường FGE nhận xét, khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, tiêu thụ khí đốt hộ gia đình ở Đức đã tăng vọt vào cuối tháng 9, lên mức cao nhất kể từ tháng 3, trong khi nhu cầu cao hơn khoảng 14% so với mức trung bình giai đoạn 2018-2022. Điều này đang đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất châu lục, chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thực trạng nguồn cung bị gián đoạn. Đức đặc biệt tích cực trong nỗ lực xây dựng những kế hoạch bảo vệ các ngành công nghiệp và người tiêu dùng của mình. Mọi kỳ vọng về việc dòng chảy khí đốt Nord Stream được nối lại đã tiêu tan vào tháng trước khi hệ thống đường ống bị dò dì ở 4 điểm, nghi do phá hoại. Các quốc gia châu Âu cho biết họ đang cố gắng tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng sau các vụ nổ làm hư hỏng đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Tình trạng còn có thể trở nên tồi tệ hơn nếu Moscow hiện thực hóa lời đe dọa của mình. Trừng phạt công ty năng lượng Natoga của Ukraine đóng cửa một trong những tuyến cung cấp khí đốt cuối cùng từ Nga đến châu Âu giới quan sát đánh giá. Châu Âu đang tăng cường nhập khẩu LNG và mở rộng các cơ sở hạ tầng cần thiết để xử lý chúng, nhưng họ phải cạnh tranh với các khách hàng khác trên thị trường toàn cầu. Tình thế cạnh tranh có thể trở nên gay gắt hơn nếu nhu cầu LNG tăng lên ở châu Á, khiến giá khí đốt tiếp tục tăng. Giá khí đốt đã giảm từ mức đỉnh khi Nga mới phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, song giá bán buôn khí đốt Hà Lan tiêu chuẩn của châu Âu vẫn cao hơn khoảng 80% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Theo Wayne Bryan, người đứng đầu ban nghiên cứu khí đốt châu Âu tại Refinitiv, nhà cung cấp toàn cầu về cơ sở hạ tầng và dữ liệu tài chính, ngay cả khi có thêm nguồn cung LNG, châu Âu cũng khó có thể bù đắp được lượng khí đốt Nga đã mất. Refinitiv ước tính khu vực Tây Bắc Âu, trong đó có Đức, có thể phải nhập khẩu thêm 18 tỷ mét khối LNG trong mùa đông này, đưa tổng lượng nhập khẩu lên 52 tỷ mét khối trong năm nay, cao hơn 5,5% so với năm ngoái. Nguồn khí đốt qua đường ống cũng đã tăng lên từ Azerbaijan, Bắc Phi và Na Uy, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với những gì Nga từng cung cấp cho khu vực. Các đường ống Nord Stream có thể vận chuyển tới 110 tỷ mét khối một năm và sẽ đáp ứng hơn 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu nếu hoạt động hết công suất, theo Bank of America. Hiện tại, Nga chỉ cung cấp khoảng 86 triệu mét khối mỗi ngày cho Tây Bắc Âu thông qua ngả Ba Lan và Ukraine, giảm 76% so với mức trung bình 360 triệu mét khối một ngày của năm ngoái. Các nhà phân tích từ Bernstein cho hay, theo số liệu từ Bernstein, nếu nguồn cung tiếp tục duy trì ở mức hiện tại, châu Âu sẽ thiếu hụt 155 triệu mét khối một ngày, dựa trên nhu cầu trung bình 930 triệu mét khối một ngày trong giai đoạn 2017-2021. Các nước EU đã đồng ý giảm tiêu thụ khí đốt 15%, tương đương 50 tỷ mét khối khí đốt trong mùa đông này. Nếu họ đạt được mục tiêu đó, mức lưu trữ sẽ đạt khoảng 55 tỷ mét khối khi mùa đông kết thúc. Việc bổ sung kịp thời trong mùa đông năm sau sẽ rất phức tạp do thiếu nguồn cung từ Nga, chuyên gia lưu ý. Một rủi ro đặt ra là khi nguồn cung năng lượng cạn kiệt, nhu cầu sẽ không giảm tương xứng. Giá khí đốt quá cao khiến nhiều nhà máy nhôm, thép và ammoniac của châu Âu phải đóng cửa, giúp giảm nhu cầu về khí đốt công nghiệp. Nhưng tiêu thụ của các hộ gia đình vẫn quá cao, cơ quan mạng lưới Liên bang Đức FNA cảnh báo. Một vấn đề khác là các nhà máy hạt nhân giả cỗi cùng những khó khăn trong việc làm mát các lò phản ứng trong đợt hạn hán hồi mùa hè đã làm giảm sản lượng năng lượng nguyên tử của Pháp, dẫn đến hàng loạt hệ lụy không mong muốn. Refinitiv ước tính nhu cầu khí đốt để vận hành các nhà máy điện ở Pháp năm nay có thể cao hơn 30% so với năm ngoái. Anh, quốc gia có thể nhập khẩu điện từ châu Âu cũng đã cảnh báo nguy cơ phải cắt điện luân phiên trong mùa đông này. Các nhà phân tích cho rằng châu Âu chỉ có thể thoải mái hơn về nguồn cung năng lượng sau vài mùa đông khó khăn nữa. Francisco Blanche, nhà phân tích tại Bank of America ước tính nỗ lực bình thường hóa giá khí đốt ở châu Âu có thể mất 5 đến 10 năm. Trong thời gian đó, châu Âu sẽ tiếp tục phải trả thêm tiền mua khí đốt và cầu nguyện cho thời tiết ấm hơn, ông nói. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời sự toàn cảnh của chúng tôi cập nhật về tình hình xung đột tại Ukraine. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.